áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Hello everyone, welcome to today's video. Chào các em, chào mừng các em đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video này, cô và các em sẽ cùng nhau chữa các bài tập trong set bài tập tiếng Anh 6, Unit 4, My Neighborhood, Part C, Speaking, tức là phần về kỹ năng nói. Trong phần về kỹ năng nói này thì chúng ta sẽ có 3 bài tập, nhưng trước khi làm 3 bài đó, mình hãy cùng nhau ôn lại một số kiến thức mà mình đã được học trong Unit 4 nha. Trong Unit 4 phần Communication thì các em đã được học về Asking for and giving directions, tức là cách hỏi và đưa ra các chỉ dẫn. Bây giờ mình cùng nhau nhìn lại một số cấu trúc mà mình đã được học nha. Về cách hỏi đường thì mình có thể sử dụng một số câu hỏi như sau. Đầu tiên là Can you tell me the way to the dot dot dot? Tức là bạn có thể chỉ cho tôi đường đến địa điểm nào đó được không? Where is the dot dot dot? Tức là địa điểm nào đó ở đâu? Và cuối cùng mình có thể dùng câu hỏi Is there a dot 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 near here? Tức là gần đây có địa điểm nào đó được không? Các dấu ba chấm ở đây sẽ được thay thế bằng các danh từ chỉ địa điểm nơi mà mình muốn đến. Còn về cách chỉ đường, những câu mà mình có thể sử dụng là Turn right or turn left. Tức là turn right là rẽ phải và turn left là rẽ trái. Take the first, take the second, take the third, turning on the left hoặc là on the right. Tức là rẽ phải hoặc rẽ trái ở ngã tư thứ nhất, thứ hai hoặc là thứ ba. Go straight ahead hoặc là keep straight. Tức là cứ đi thẳng. Và mình có go past, tức là đi qua. Đây sẽ là một số cấu trúc mà mình đã được học trong phần communication. Bây giờ mình sẽ cần áp dụng những cấu trúc này vào làm các bài tập trong phần speaking. Bây giờ mình cùng nhau làm bài tập nha. Exercise number one. Look at the map and complete the following dialogues. Then practice them with a partner. Nhìn vào bản đồ và hoàn thành những cuộc đối thoại sau. Sau đó, hãy thực hành những cuộc đối thoại này với một người bạn. Trong bài tập thứ nhất này thì chúng ta sẽ có 6 cuộc hội thoại. Nhiệm vụ của chúng ta chính là nếu người ta cho mình câu hỏi thì mình sẽ cần điền câu trả lời, và ngược lại, nếu người ta cho mình câu trả lời thì mình sẽ cần điền câu hỏi, và thông tin sẽ dựa vào bản đồ ở bên cạnh đây. Để hoàn thành bài tập này thì chúng ta sẽ cần phải ghi nhớ lại những cái kiến thức về cách hỏi và chỉ đường mà cô vừa nhắc lại. Vậy thì bây giờ mình cùng nhau áp dụng những kiến thức đó và làm bài tập này nha. Cuộc hội thoại đầu tiên mình có Can you tell me the way to the post office? Tức là bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bưu điện được không? Mình nhìn vào bản đồ thì mình thấy You are here, tức là mình đang ở đây. Mình đang ở đây và mình nhận được câu hỏi về việc chỉ đường đến bưu điện. Thế thì chúng ta sẽ đi như nào? Mình cùng nhau tìm bưu điện trên bản đồ trước nha. Trên bản đồ thì mình thấy bưu điện ở vị trí này đúng không nào? Post office. Vậy là mình sẽ có hai cách đi. Đầu tiên, sẽ trái ở ngã rẽ thứ hai và sau đó lại rẽ trái tiếp. Mình sẽ thấy bưu điện ở bên tay phải. Còn cách thứ hai là mình sẽ trái ngay ngã rẽ đầu tiên, sau đó rẽ phải đi qua trạm xe buýt và bưu điện xe bên tay trái của mình. Vậy thì cô sẽ chọn cách thứ hai nha. Cách thứ hai cô sẽ viết như sau. First turn left, then turn right. Go past the bus station, it's on your left. Đầu tiên sẽ trái, sau đó sẽ phải đi qua trạm xe buýt và nó sẽ ở bên tay trái của bạn. Đó là cách chỉ đường đến bưu điện. Bây giờ mình cùng nhau luyện tập cuộc hội thoại này một lần nha. Can you tell me the way to the post office? First turn left, then turn right. Go past the bus station. It's on your left. Okay, now we move on to the second conversation. Mình cùng nhau chuyển sang cuộc hội thoại thứ hai nha. Cuộc hội thoại thứ hai, người ta cho mình câu trả lời. Câu trả lời của mình là Yes, there is one on Nguyễn Du Street. Có một cái trên đường Nguyễn Du. First go straight, then turn left. Đầu tiên đi thẳng, sau đó sẽ trái. It's on your right. Nó bên tay phải của bạn. Vậy là dựa vào câu trả lời này thì mình hãy cùng nhau tìm địa điểm mà người A muốn hỏi đến nha. Nào, mình có đầu tiên đi thẳng. Go straight, then turn left, sẽ trái. Và nó ở bên tay phải của bạn. Vậy là địa điểm đầu tiên mà mình gặp sau khi rẽ trái mà ở bên tay phải của mình chính là cửa hàng tạp hóa, grocery. Vậy là ở đây người ta muốn hỏi đường đến cửa hàng tạp hóa. Nhưng mình để ý ở về trước có câu trả lời là
There is one on Nguyễn Du Street. Có một cái trên đường Nguyễn Du. Vậy là ở đây người ta muốn hỏi là có cửa hàng tạp hóa nào gần đây không? Thì câu đó trong tiếng Anh mình sẽ có. Excuse me, is there a grocery near here? Xin lỗi, gần đây có cửa hàng tạp hóa nào không? Mình sẽ thêm cụm excuse me để câu hỏi của mình được lịch sự hơn nha. Vậy là người ta hỏi cửa hàng tạp hóa và mình đã trả lời về việc có hay không và chỉ đường cho người ta. Bây giờ mình cùng nhau luyện tập cuộc đối thoại này nha. Đầu tiên, excuse me, is there a grocery near here? Yes, there is one on Nguyễn Du Street. First go straight, then turn left. It's on your right. Rồi, bây giờ mình cùng nhau chuyển sang cuộc hội thoại thứ 3 và thứ 4 nha. Ở cuộc hội thoại thứ 3 thì mình thấy người ta hỏi là excuse me, is there a bank near here? Xin lỗi, gần đây có cái ngân hàng nào không? Vậy là nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là tìm ngân hàng trên bản đồ và chỉ đường cho người ta. Mình cùng nhau tìm thử nha. Mình thấy có bakery này, grocery này, bus station, market, post office, cinema và internet cafe. Tức là trên bản đồ này không xuất hiện ngân hàng. Vậy là ở gần đây không có cái ngân hàng nào cả. Vậy thì không có ngân hàng nào thì mình sẽ trả lời người ta là no, there isn't. Không, không có. Mình cùng nhau luyện tập cuộc hội thoại này nha. Excuse me, is there a bank near here? No, there isn't. Rồi, chuyển sang cuộc hội thoại thứ tư. Cuộc hội thoại thứ tư thì mình có câu trả lời là first, take the second turning on your left, then keep straight, it's on your left. Đầu tiên, rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai, đây là ngã rẽ thứ nhất. Và đây là ngã rẽ thứ hai, mình rẽ trái. Then keep straight, sau đó đi thẳng. It's on your left, nó ở bên tay trái của bạn. Mình đi thẳng và thứ đầu tiên mình gặp ở bên tay trái của mình chính là bakery, đúng không nào? Tiệm làm bánh, vậy thì người ta muốn hỏi đường đến tiệm làm bánh. Hỏi đường đến tiệm làm bánh thì mình có thể hỏi theo hai cách. Đầu tiên là tiệm làm bánh ở đâu? Dùng từ để hỏi where. Thứ hai là bạn có thể chỉ cho tôi đường đến tiệm làm bánh được không? Vậy thì hai cách này mình sẽ hỏi như sau. Where is the bakery in this neighborhood? Cụm này in this neighborhood có thể bỏ hoặc không? Đầu tiên hỏi là tiệm làm bánh trong khu phố này thì tiệm làm bánh ở đâu? Và cách thứ hai mình hỏi là can you tell me the way to the bakery? Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến tiệm làm bánh được không? Và người ta chỉ đường cho mình đến tiệm làm bánh ở dưới này. Bây giờ mình cùng nhau luyện tập cuộc hội thoại này nha. Mình sẽ luyện tập cả hai câu hỏi. Where is the bakery in this neighborhood? Can you tell me the way to the bakery? First, take the second turning on your left. Then keep straight. It's on your left. Well done, now we move on to the two last dialogues. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang hai cuộc hội thoại cuối cùng, thứ 5 và thứ 6 nha. Thứ 5 mình có câu hỏi. Where can we see a film in this neighborhood? Chúng tôi có thể đi đâu để xem phim ở trong khu phố này nhỉ? Vậy là người ta muốn tìm chỗ xem phim và xem phim thì mình sẽ cần đến rạp chiếu phim đúng không ạ? Rạp chiếu phim trong tiếng Anh mình có từ cinema. Vậy là mình cần chỉ đường đến rạp chiếu phim cinema ở đây. Có một rạp chiếu phim ở trên đường Bạch Liễu. Vậy thì đầu tiên mình sẽ trả lời người ta là có rạp chiếu phim trên đường Bạch Liễu. Mình dùng cấu trúc There is a cinema on Bạch Liễu Street. Chỉ đường đến rạp chiếu phim này thì mình có thể rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên, xong rồi rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai và đi thẳng đến rạp chiếu phim, đúng không nào? Nhưng mà trả lời như thế thì sẽ giống với câu đầu tiên nên cô sẽ trả lời sau cách thứ hai. Đó là rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai, sau đó đi qua traffic lights, ở đây là những cái cột đèn giao thông, đi qua cột đèn giao thông, sau đó rẽ trái và nó sẽ ở bên tay trái. Trả lời như thế cô sẽ viết là there is a cinema on Backlill Street. Take the second turning on your left, go past the traffic lights and then turn left. It's on your left. Ok, đầu tiên, rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai, đi qua các cột đèn giao thông, sau đó rẽ trái và nó sẽ ở bên tay trái của bạn. Mình cùng nhau luyện tập của hội thoại này nha. Where can we see a film in this neighborhood? There's a cinema on Backlill Street. Take the second turning on your left.
Go past the traffic lights and then turn left. It's on your left. Chuyển sang cuộc hội thoại cuối cùng, cuộc thoại thứ 6 mình có. There's an internet cafe on Laylock Street. Có một quán cà phê kết nối internet trên đường Lê Lợi. First, go past the traffic lights and then turn left. Đầu tiên, đi qua cột đèn giao thông, sau đó rẽ trái. Go to the end of the street. Đi đến cuối con đường và nó, it's on your right, nó bên tay phải của bạn. Vậy là ở đây người ta muốn chỉ đường đến internet cafe, người ta muốn biết đến đường đến internet cafe. Vậy thì cách hỏi này mình có thể hai có hai cách hỏi. Bởi vì internet cafe có hai mục đích đúng không nào? Đầu tiên là có internet thì mình có thể dùng để kiểm tra các cái email điện tử của mình, hoặc là nó có cà phê nên mình có thể uống cà phê. Vậy thì mình sẽ có cách hỏi dựa trên công dụng của internet cafe. Có hai cách như sau. Where can we check our email? Bọn tôi, chúng tôi có thể kiểm tra các cái thư điện tử ở đâu nhỉ? Hoặc là where can we have coffee? Chúng tôi có thể uống cà phê ở đâu nhỉ? Và mình sẽ giới thiệu đường đến internet cafe, tức là quán cà phê có kết nối internet. Rồi, bây giờ mình cùng nhau luyện tập của hội thoại này nha. Mình có where can we check our email? Where can we have coffee? There's an internet cafe on Laylock Street. First, go past the traffic lights and then turn left. Go to the end of the street. It's on your right. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên của phần Speaking Unit 4 rồi đó. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang bài tập thứ 2 nha. Exercise number 2. Complete the following conversations about your neighborhood. Then, practice the conversations with a friend. Hoàn thành các cuộc hội thoại sau về khu em ở. Sau đó, thực hành cuộc hội thoại với một người bạn. Để làm được bài tập này thì các em phải dựa vào kiến thức về việc hỏi và chỉ đường mà cô vừa nhắc lại ở trước. Và ngoài ra thì cũng dựa vào những thông tin thực tế về khu nhà em ở để trả lời 5 câu hỏi mà người ta đưa ra. Sau đó thì mình cần luyện tập 5 cuộc hội thoại này với một người bạn của mình. Còn cô thì cô sẽ không dựa vào thông tin thực tế mà cô sẽ dựa vào bức bản đồ ở đây để trả lời mẫu cho chúng ta các câu hỏi trong bài tập này nha. Vậy thì mình cùng nhau bắt đầu với câu hỏi đầu tiên này. Câu hỏi đầu tiên, stranger, một người lạ. Người lạ hỏi mình là excuse me, is there a post office near here? Tức là, xin lỗi, cho hỏi có bưu điện nào gần đây không? Vậy là mình sẽ dựa vào việc bản đồ này. Bản đồ của cô thì you are here, tức là bạn đang ở đây. Cô đang ở đây và một người hỏi đường đến bưu điện đúng không nào? Và cô thấy bưu điện ở vị trí này. Vậy là đầu tiên, mình trả lời câu hỏi là có bưu điện nào gần đây không? Thì câu trả lời là có. Và mình sẽ chỉ đường như sau. Yes, there is one on Cù Trinh Lan Street. Go straight ahead. It is at the end of the street next to the square. Tức là có một cái trên đường Cù Trinh Lan. First, go straight ahead. Đầu tiên là đi thẳng này. Go straight ahead. It is at the end of the street. Nó ở cuối con đường. Và ở bên cạnh square là quảng trường. Next to the square. Đi thẳng. Nó cuối đường bên cạnh quảng trường. Rồi, bây giờ mình cùng nhau luyện tập của hội thoại này nha. Excuse me, is there a post office near here? Yes, there is one on Cù Trinh Lan Street. Go straight ahead. It is at the end of the street, next to the square. Chuyển sang của hội thoại thứ hai. Cuộc hội thoại thứ hai có visitor là một người khách tham quan hỏi mình là excuse me, where is the bus stop? Tức là cho hỏi bến xe buýt ở đâu vậy? Vậy là ở đây mình sẽ cần chỉ đường cho người ta đến bến xe buýt đúng không nào? Nhìn vào bản đồ thì mình thấy bến xe buýt ở góc bên này, bus stop. Vậy thì mình sẽ chỉ đường như sau. Take the first turning on your left, then keep straight. It is at the end of the street, opposite the market. Tức là đầu tiên mình sẽ rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên. Sau đó tiếp tục đi thẳng và nó sẽ ở cuối đường đối diện với chợ đúng không nào? Đây là chỉ đường ra bus stop. Rồi, mình cùng nhau luyện tập của hội thoại nha. Excuse me, where's the bus stop?
Take the first turning on your left. Then keep straight. It is at the end of the street, opposite the market. Chuyển sang câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba có một visitor hỏi mình là "Excuse me, I need some medicine. Is there a chemist near here?" Tức là, xin lỗi, tôi cần một chút thuốc. Có hiệu thuốc nào gần đây không? Bây giờ mình cùng nhau nhìn vào bản đồ xem là có nhà thuốc, hiệu thuốc nào ở trong bản đồ không nhỉ? Mình thấy chemist ở trên đường Trùng Vương đúng không nào? Ngay đây. Vậy thì mình cùng nhau chỉ đường đến hiệu thuốc cho người ta nha. Bởi vì người ta hỏi là gần đây có hiệu thuốc nào không thì trước tiên mình phải trả lời là có đã. Câu trả lời là có, mình trả lời là "Yes, there is one on Trùng Vương Street. First, take the first turning on your right. Then, keep straight. It is at the end of the street, opposite the park." Tức là có một cái trên đường Trùng Vương. Đầu tiên, first, take the first turning on your right. Đầu tiên rẽ phải, ở ngã rẽ đầu tiên. Tiếp tục đi thẳng, keep straight. It is at the end of the street, ở cuối con đường và đối diện với công viên, opposite the park. Mình cùng nhau luyện tập cuộc hội thoại này nhé. Excuse me, I need some medicine. Is there a chemist near here? Yes, there is one on Trùng Vương Street. First, take the first turning on your right. Then, keep straight. It is at the end of the street, opposite the park. Ok, chuyển sang cuộc hội thoại thứ tư. Cuộc hội thoại thứ tư người ta hỏi, "Excuse me, where is the bakery?" Xin hỏi, cho hỏi tiệm bánh ở đâu vậy? Vậy là bây giờ mình sẽ cần tìm tiệm bánh để chỉ đường cho người ta đúng không? Và mình thấy trên bản đồ thì tiệm bánh ở trên đường Chu Văn An đúng không nào? Vậy thì mình sẽ chỉ đường như sau. Take the second turning on your left, then keep straight. The bakery is on your right, opposite the railway station. Tức là đầu tiên thì phải rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Ngã rẽ thứ nhất không rẽ này, rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai. Sau đó đi thẳng. Đi thẳng. Và tiệm bánh sẽ ở bên tay phải của bạn, đối diện với nhà ga xe lửa. Ok, đấy là mình chỉ đường đến tiệm bánh theo con đường này. Mình cùng nhau luyện tập của hội thoại này nha. Excuse me, where's the bakery? Take the second turning on your left. Then keep straight. The bakery is on your right, opposite the railway station. Câu hỏi cuối cùng, mình có một vị khách hỏi mình. Excuse me, I'm lost. Where is the hospital? Xin lỗi, tôi bị lạc. Bệnh viện ở đâu vậy? Vậy là người ta muốn mình chỉ đường đến bệnh viện đúng không nào? Mình nhìn trên bản đồ thì bệnh viện ở góc bên phải của bản đồ đúng không? Vậy thì mình sẽ chỉ đường như sau. Take the third turning on your left, then keep straight. It is on the corner at the end of the road. Tức là đầu tiên thì phải rẽ trái ở ngã rẽ thứ ba, ngã rẽ thứ nhất, ngã rẽ thứ hai và ngã rẽ thứ ba. Rẽ trái, đi thẳng và nó sẽ ở góc con đường. Góc đường ở cuối đường. Mình cùng nhau luyện tập của hội thoại cuối cùng này nha. Excuse me, I'm lost. Where is the hospital? Take the third turning on your left. Then keep straight. It is on the corner at the end of the road. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong hai bài tập đầu tiên của phần speaking rồi đó. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng nha. Exercise 3A. Make notes of what you like and dislike about your neighborhood. Bài 3A yêu cầu chúng ta hãy ghi chú lại những điều mà em thích và không thích về khu nhà mà em ở. Ở đây thì mình sẽ có một cái bảng. Một cột là what you like, tức là những điều mà em thích, và what you dislike, tức là những điều mà em không thích. Ở đây người ta đã cho mình một ví dụ là a school near my house, tức là có trường học gần nhà mình.
Ở bài tập này thì các em sẽ dựa vào chính khu nhà mình ở để liệt kê ra những điều mà em thích và không thích về khu nhà mình ở. Sau đây sẽ là một số những cái từ vựng gợi ý từ cô nha. Về điều what you like, tức là những điều em thích, thì ngoài a school near my house, mình còn có thể liệt kê một số điều như sau. River banks or fields, nếu bạn ở vùng nông thôn thì bạn có thể miêu tả là có sông này và các cánh đồng này. Và mình có thể miêu tả là fresh air, tức là có một bầu không khí trong lành. Festivals, tức là mình thích các cái lễ hội được tổ chức ở khu nhà mình ở. Ngoài ra thì về con người, mình có thể miêu tả là friendly and helpful neighborhoods, tức là những người hàng xóm rất là thân thiện và giúp đỡ hay giúp đỡ mình. Đó là những điều mình thích. Còn những điều mình không thích, mình có thể liệt kê một số điều như sau. Busy and crowded streets, tức là những con phố mà luôn đông đúc và bận rộn nhiều người. Ngoài ra thì còn có thể là pollution, là ô nhiễm. Mình có thể kể rõ hơn như kiểu là air pollution là ô nhiễm không khí này, noise pollution là ô nhiễm tiếng ồn, hay là water pollution là ô nhiễm nước. Ngoài ra thì về thời tiết, mình có thể kể là hot weather in the summer, tức là thời tiết rất là nóng vào trong mùa hè. Đây là một số gợi ý từ việc cô dựa vào những cái điều thực tế trong khu nhà em ở để em có thể điền vào hai cột này nha. Bây giờ mình cùng nhau chuyển sang bài 3B nha. Exercise 3B. Work with your friend. Take turns asking and answering about what you like and dislike about your neighborhood. Làm việc với bạn của mình, lần lượt hỏi và trả lời về những điều em thích và không thích về khu phố của mình. Ở trong bài tập phần 3B này thì chúng ta sẽ dựa vào những thông tin thực tế và những cái điều mà em đã ghi chú ở phần A để hoàn thành cuộc hội thoại giữa em và bạn em về điều em thích và không thích về nơi mình ở. Ở đây thì người ta có một cuộc hội thoại mẫu như cho mình như sau. Đầu tiên là em trả lời, em hỏi what do you like about your neighborhood? Tức là em hỏi bạn em, bạn thích điều gì ở khu phố của mình? Sau đó bạn em sẽ trả lời về khu phố của bạn đó. Sau đó em lại hỏi, and what do you dislike about it? Và bạn không thích điều gì về nó? Sau đó bạn em sẽ trả lời về điều mà bạn em không thích. Cuộc hội thoại mẫu sẽ diễn ra như thế này. Sau khi em hỏi xong thì bạn em sẽ hỏi em, đúng không nào? Bây giờ thì cô sẽ có hai cuộc hội thoại mẫu về bạn hỏi và mình trả lời dựa trên những cái thông tin mà cô đã ghi chú ở phần A nha. Cuộc hội thoại mẫu của cô sẽ như sau. Đầu tiên bạn hỏi, what do you like about your neighborhood? Bạn thích gì về khu phố của mình? Và câu trả lời của cô sẽ là I like my neighbors. They are friendly and helpful. Tức là mình rất là thích hàng xóm của mình. Họ rất là thân thiện và hay giúp đỡ mình. Sau đó thì bạn cô sẽ hỏi and what do you dislike about it? Và bạn không thích điều gì về khu phố của mình? Và câu trả lời của cô sẽ là the streets are busy and crowded. Tức là đường phố thì luôn đông đúc và bận rộn. Đây là cuộc hội thoại mẫu đầu tiên. Và đây sẽ là cuộc hội thoại mẫu thứ hai. Vẫn là câu hỏi của bạn. What do you like about your neighbor? Và câu trả lời của cô sẽ là I like the fresh air there. Tức là cô thích bầu không khí trong lành ở nơi mình ở. Bạn cô lại hỏi and what do you dislike about it? Bạn không thích điều gì về nó? Câu trả lời của cô là the weather is very hot in the summer. Tức là thời tiết rất là nóng vào mùa hè. Đây là một cuộc hội thoại sẽ diễn ra như thế này. Một người hỏi, một người trả lời và sau đó mình đổi vai cho nhau. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập 3 của phần Speaking rồi đó. Và mình cũng đã hoàn thành xong tất cả 3 bài tập của phần Speaking Unit 4. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Thank you and goodbye. Khóa học Việt Rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.